Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái, Chi Ma, Tà Lùng kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể về chính sách quản lý, cá tầm nhập khẩu phải có giấy phép, gồm cá tầm Đại Tây Dương và cá tầm Baltic thuộc phụ lục 1 của Công ước CITES, nhập khẩu không vì mục đích thương mại. Trong đó, các loài cá tầm được phép kinh doanh tại Việt Nam gồm cá tầm Beluga, cá tầm Nga, cá tầm Sterlet, cá tầm Trung Hoa, cá tầm Siberia. Trường hợp nhập khẩu loài cá tầm không có tên trong danh mục nêu trên để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép theo quy định.